Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Hôm nay mình dậy từ 6 giờ bụng đói meo. Thế là lục đục dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, chuẩn bị tìm cái gì để ăn sáng. Thì ba Sáu cũng dậy theo. Ba Sáu đi ra ngoài làm đồ ăn sáng cho hai vợ chồng này. Ăn sáng xong thì lúc đấy là 7 giờ, 7 giờ hơn, 7 giờ 5, 7 giờ 10 gì đấy. Thế là mình lôi quần áo của ba Sáu giặt rồi đấy ra để là để chuẩn bị tuần tới ba Sáu có quần áo mặc đi làm. Ba Sói loanh quanh thế nào lại quay vào giường ngủ. Ngủ đến tận bây giờ là 9 giờ 20, chưa thấy hai ba con sói ngo ngoe dậy gì cả. Em sói cũng chưa thấy ho he gì từ sáng đến giờ, ba mẹ lịch kịch nấu nướng không thấy gì cả. Bây giờ thì mình sẽ pha trà, ngồi uống trà, đợi sói với ba sói dậy. Trời hôm nay thì nó không nắng, và mẹ sói tình hình là có vẻ là bị nhiễm lạnh hay bị gì đấy, đại loại là mũi rất là nóng và có sụt xịt từ ngày hôm qua, hy vọng là không ốm. Thôi mình ngồi uống trà đây, một lát nữa em sói dậy này để xem ba sói kế hoạch muốn đi đâu làm gì thì mình lại vlog chia sẻ với các bạn nhé. Do not play with mommy flower. No. Lắc đầu cái gì? No. 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 Hand smack. Hand smack. No. No. No, no, no. Flower. Flower. Rose. Rose. Good boy. Rose. Rosie. No, not that. Be gentle to flower. Row. Rosie. Rosie. Ủa, nhà cháu định đi ra ngoài đi bộ loanh quanh tí thế nhưng mà trời lại mưa. Mà cũng đến giờ ăn trưa rồi, may quá đã đậy bể bơi lại, không thì lá kia nó bơi nó xuống hết bể bơi là phải dọn lại, phải rửa. Sắp đến giờ ăn trưa rồi nên là mẹ cháu đang nấu đồ ăn trưa luôn. Trưa nay thì nhà sói sẽ ăn salad thịt gà xiên nướng, với lại mình luộc hai quả trứng nữa để cho vào salad. Ta da da, em sói thì chắc là một xiên thịt gà là đủ cho em ý. Còn ba mẹ mỗi người một xiên, mỗi người hai xiên. Nào con, sao cứ bôi cái mặt vào cái kính thế nhở? Mất công mẹ lau rửa kính xong rồi em toàn chạy đến xong rồi em bôi tay với tỉ mặt vào đấy thôi. Nào Raphael, đi vào đây nào. Sói còn nhìn hoa này xong chỉ xong bảo hoa là mẹ chứ. Hâm lắm. Ui. 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 Bye. Bye Rafi. Bye bye. Oh oh. Rơi dép rồi. Chơi rồi. Raphael. Giờ là giờ gần ngủ trưa nên là cháu cũng buồn ngủ, cháu cũng đang bớ bẩn đấy ạ. Mặc dù hôm nay cháu dậy rất là muộn, 9 rưỡi cháu mới buồn dậy đấy ạ. 9 rưỡi cháu mới buồn thỏ thẻ, cháu ọ ẹ ở trong phòng cháu, cháu nói chuyện luyên thuyên một mình. Thịt gà xiên nướng của mẹ cháu đây, mẹ cháu vừa mới cho vào xong. Hôm nay thì phải cái là cả nhà sói thấy uể oải mệt mỏi. Chắc là từ hôm về đến bây giờ là được 2 tuần rồi thì bây giờ nó mới kiểu bị ngấm ngấm mệt đi cái chặng đường dài thế. Mình cứ nghĩ là sẽ không mệt đâu, về mọi thứ sẽ trở lại bình thường thế, nhưng mà hôm nay thực sự là cả nhà thấy rất là uể oải, kể cả em sói cũng thế. Bình thường em dậy thì em chơi em rất là vui vẻ thế, nhưng mà hôm nay đấy em cứ từ sáng đến giờ xong cứ mè nheo mà không hiểu mè nheo cái gì, xong cứ nằm xuống dưới đất ấy, kiểu chắc là mệt ý. Ba sói thì cứ chỉ muốn ngủ thôi, còn mình thì đấy cứ dậy nhìn thấy cái gì lại sờ tay vào làm. Người mặc dù rất là mệt, rất là muốn đi ngủ thế nhưng mà nằm xuống xong lại kiểu khó chịu, lại không ngủ được ấy. Hy vọng là ngày mai sẽ khá khẩm hơn. Cũng có lẽ bởi vì là nghỉ lễ nữa nên là tâm trạng mọi người rất là kiểu rất là lười, rất là chẳng muốn làm cái gì cả. Không biết là có ai có chung cái tâm trạng nghỉ lễ như nhà sói không. Với lại là nghỉ lễ có một ngày mà,
Nên là không có kế hoạch gì dài hạn, không có cái gì gọi là hào hứng cả. Còn nếu như mà nghỉ lễ mà lâu lâu mà lên được cái kế hoạch gì đấy, đi đâu làm gì thì chắc chắn là sẽ kiểu làm được ấy. Nghỉ có một ngày thứ hai nên là nhà sói uể oải. À, ngoài trời lại còn mưa nữa. Thôi bây giờ mình kiểm tra xem trứng với lại thịt gà đã chín chưa nào. Xong rồi, em sói thì không biết ăn rau salad nên là mẹ cháu chỉ cắt cái ruột dưa chuột này với để vài miếng trứng cho em này. Em chỉ ăn thịt là chính thôi ạ. Còn đây là salad của ba mẹ trôi. Hi hi, rau salad này, dưa chuột này, trứng luộc, thịt gà xiên nướng, gì nhỉ? Cà chua khô ngâm dầu ô liu với lại nước sốt salad. Đây là của ba chói, đây là của mẹ chói. Hi nhăm nhăm. Let's Nhâm nhăm nhăm nhăm. Ăn trưa thôi. Và tình hình là ngoài trời càng ngày mưa càng nặng hạt, nên là có khi hôm nay nhà sói lại ở trong nhà cả ngày rồi. Em sói lại không được ra ngoài công viên chơi. Nhưng mà thôi, ở trong nhà thì mình sẽ bày trò ra để chơi cho em ấy mệt, để em ấy đi ngủ sớm ngày hôm nay. Mọi người cùng ăn trưa với nhà sói nhé. Is that yummy? Yum. Na 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 na. It's your Rafi. It's your. Look, cucumber. Rafi, look, cucumber. Nam nam nam. Con ăn của con sao con cứ phải ngó nghiêng sang của ba thế nhỉ? Nè. Nam. Há miệng. Ăn đi nhá. Có lấy dĩa không mẹ, lấy dĩa cho. Tôi ăn bốc nhỉ. That nice. Để ra ngoài cho nó nguội rồi con. Cháu mời mọi người ăn trưa. Ngoài trời vẫn đang mưa lắm. Nhà sói ăn trưa xong thì ba sói với sói chạy sang bên nhà ông bà nội chơi rồi. Còn mình thì vừa pha sữa cho em sói đây, đợi em sói về sẽ cho em sói tu tí sữa rồi cả nhà sói lăn quay ra ngủ trưa. Chứ mưa thế này thì không đi đâu làm cái gì được cả. Tối nay em sói có cơm rang trứng. Yay! Cả buổi chiều nay nhà sói nằm trong nhà hết ngủ lại lăn lê bò toài, nên là không có cái gì để mẹ cháu thú vị để vlog và chia sẻ với mọi người cả. Con nhờ, ngoài trời bây giờ mưa rất là to, rào 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 luôn. Bao 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 bao. Sói ăn xong thì mẹ cháu mới nghĩ xem là tối nay mẹ cháu ăn gì. Mẹ đang thèm chân gà luộc đây. Hay là mẹ luộc chân gà để ăn nhỉ? Ba sói thì cũng không đói. Tu tu tu. Ba cháu vừa ăn thịt da hôm qua còn về ăn một hộp mì rồi, nên là ba cháu no cái bụng ba cháu rồi. Hộp tiết kiệm của ai đấy hả sói? Who's piggy bank is that? Is that mommy one? Hộp tiết kiệm của mẹ à? Hay là hộp tiết kiệm của chó đấy? Nào, nghiêm túc nào. Nhanh khẩn trương. Ăn xong rồi là đi tắm đi con ạ. Nhá. Mẹ cháu tập trung cho cháu ăn uống đã nào.
Cơm xong bây giờ cháu làm một túi chocolate custard. Xong rồi là cháu đi tắm. Còn một bát cơm rang nho nhỏ xinh xinh này thì mẹ cháu sẽ ăn tối bát cơm rang này. Và mẹ cháu đang luộc chân gà đây. Mọi người có nhìn thấy em chân gà đang lấp ló trong nồi kia không? Thế thôi con nhỉ. Mẹ cháu chỉ ăn tối đơn giản thế thôi ạ. Nằm 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 nằm. Ngon không con? Ngon chết nhỉ. Trời ơi, món chợ trường à? Món chợ trường của em à? Em ơi. Ôi dồi ôi. Dốc lên để cho nó dễ ăn à con? Cho nó chảy xuống à? Lười mút chè à? Ăn nhanh quá, ăn nhanh quá, ăn nhanh quá, nó lạnh đấy mà. Ăn từ tốn thôi con. Oh, one. Đúng rồi, con phải bóp từ cái đáy túi bóp lên. Đúng rồi. Oh, yum 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 yum. Yum 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 yum. Ngon chế nhỉ. Ôi giời, ngon chế. Ngon quá. Mọi người nhìn em sói có phải là mắt đang rũ rũ buồn ngủ kêu. Mí trên mí dưới đang đỏ ấy, cả mắt lên rồi kìa. Bởi vì trưa nay cháu cũng có ngủ đâu. Cháu chơi cả buổi chiều hết, chạy ra lại chạy vào. Làm cái mặt béo à? Làm cái mặt phị à? Cháu có chịu ngủ trưa đâu. Hôm nay là còn không được đi ra ngoài nữa. Không được đi công viên nữa. Sao mà nhà ông bà nội, bà nội mua cho bao nhiêu là xe ô tô gỗ mới ấy con nhỉ? Để bên bà. Để khi nào muốn chơi thì sang bên bà chơi nhỉ. Đi đi, bà đi tắm đi con. Vào bà tắm nhá. Nhanh. Khẩn trương. Khẩn trương. Ôi ơi. Cẩn thận cụp đầu. Say daddy shower. Đấy, hai ba con sói cho nhau đi tắm rồi. Bây giờ thì mình sẽ ngồi đây ăn tối. Ăn cơm vì ăn chân gà luộc. Ngày mai thì nhà sói có bác ở New Zealand sang chơi. Hai vợ chồng bác sang chơi. Cái bác mà nhà có cái nông trại cứ cuối tuần ngày xưa nhà sói ở New Zealand hay đến đấy chơi ý. Chơi ở cái nông trại nhà bác đấy, không biết là có bạn nào nhớ không. Thì bác sang chơi đến hình như là đến cuối tuần thì bác về ý. Cả hai vợ chồng bác ý. Còn ngày mai thì hai mẹ con sói sẽ có một ngày rất là dài. Vì ngày mai ba sói là thứ ba thì là ba sói có lịch là đi tập. Nên là mình nói ba sói ngày mai lấy xe đi. Thì hai mẹ con ngày mai sẽ không có xe. Và hai mẹ con cũng không có nhu cầu gọi là đi mua sắm cái gì cả. Nên là mình sẽ ngày mai hy vọng là không mưa nữa. Để mình còn cho em sói ra ngoài đi bộ, đi công viên, đi loanh quanh xung quanh hàng xóm chơi thôi. Mai thì là học sinh với cả các anh hàng xóm này bắt đầu đi học lại rồi. Và đến thứ 6 tuần này thì là em sói mới quay trở lại đi nhóm chơi. Vì lẽ ra là thứ 2 là hôm nay thì là sói đi nhóm chơi. Thế nhưng mà hôm nay là sinh nhật nữ hoàng, ăn mừng sinh nhật nữ hoàng nên là nhóm chơi họ cũng nghỉ. Đấy. Thứ 6 này sói quay trở lại nhóm chơi rồi. Rất nhiều các mẹ nhắn tin nói là nhớ nhà sói. Vì là nhà sói đi du lịch hẳn 3 tuần. Nhưng mà trước đấy thì là mình với em sói, trước khi nhà sói về Việt Nam thì là mình với em sói cũng không đi nhóm chơi một tuần. Tức là không đi thứ 2, thứ 6 này của cái tuần trước khi tuần đi du lịch đấy. Nên là thành ra là coi như là mất một tháng không gặp mọi người nhá. Về đến đây rồi lại là cái kỳ nghỉ của học sinh đây nữa. Thế lại 2 tuần nữa, thế là 1 tháng rưỡi không gặp mọi người, không gặp ai cả. Về đến nơi cái thì có đi cà phê được với một mẹ ở nhóm chơi nhắn tin hồi mà cái hôm mà mình đưa em sói đi đấy. Đấy, thì mới gặp được mẹ đấy thôi. Còn các mẹ khác nữa mọi người chắc cũng là sắp hè rồi nữa. Nên là mọi người muốn gặp nhau để lên kế hoạch là các mẹ sẽ lên kế hoạch cho các con đi chơi ở đâu với nhau này, hẹn hò nhau làm gì, làm barbecue, làm đồ nướng, mời nhau đến nhà chơi. Với lại
có một em bé mới sinh mà mình chia sẻ với mọi người trước đây ý, là em của em Hailey, em bạn gái Hailey của Thói ý. Thì mình đang lên kế hoạch là hôm nào rảnh hai mẹ con phải gọi là tràn đầy năng lượng không mệt mỏi thì sẽ sang đấy và chụp ảnh cho em bé, em của em Hailey. Em ấy tên là Savannah, còn Rosanna thì cả tuần nay là Rosanna ở bên nhà người yêu, nên là nhà sói từ hôm về đến giờ mới gặp Rosanna có một lần thôi. Hôm qua thì mới thấy Rosanna nhắn tin, thì chắc là đến không hiểu, không biết là tuần sau thì Rosanna có về nhà không, nhưng đại loại là chắc là cũng mang, Rosanna cũng mang đồ đi với các thứ ấy, nên là cũng có thể tắm giặt các thứ thay đồ ở đấy rồi, nên là không biết là bao giờ mới gặp Rosanna được. Đấy, thôi bây giờ mình sẽ ngồi ăn tối này. Còn cái gì mình muốn chia sẻ với mọi người nhỉ? À, có một cái mình muốn chia sẻ với mọi người, đấy là có rất nhiều bạn mới xem vlog của nhà sói. Thế nhưng mà mình cũng đã tức là chia sẻ với mọi người cái cách mà vào kênh của mình rồi xem những cái vlog theo thời gian thứ tự rồi ý. Nhưng mà hình như là các bạn này không muốn xem những cái vlog cũ hay sao ấy. Các bạn, tức là mình đã chia sẻ rất nhiều về cuộc sống của mình từ khi bắt đầu cho đến thời điểm bây giờ, tức là từ khi mình có em sói cho đến thời điểm bây giờ. Và những gì mà mình đã chia sẻ rồi thì mình cũng đã nói là mình sẽ không chia sẻ lại nữa. Mình chỉ cập nhật những cái tin tức mới, những cái gì nhà sói có mới nhất. Bởi vì là nếu như mình chia sẻ lại thì nó sẽ gây rất là nhàm chán cho những bạn đã xem vlog của nhà sói rồi. Và khi các bạn đọc một cuốn sách, các bạn muốn biết hồi kết của cuốn sách hay là muốn biết chương tới nó như thế nào, muốn hiểu về nhân vật trong cuốn sách như thế nào thì đương nhiên là các bạn phải đọc từ đầu đến cuối rồi, đúng không? Thế nên là các bạn bỏ thời gian ra một tí, đừng có lười, vào trong kênh của mình và xem những vlog từ trước đến nay, những cái vlog theo thứ tự thời gian, thì các bạn sẽ biết được rất nhiều về nhà sói, biết được hết là nhà sói trước đây sống ở đâu. Và mình đương nhiên là cũng đã từng chia sẻ là mình và ba sói gặp và quen nhau như thế nào. Em sói tên thật là gì, tên đầy đủ của em là gì và em sinh ngày bao nhiêu. Đấy, thế nên là các bạn bỏ thời gian ra vào trong kênh của mình và xem những cái vlog đấy để hiểu hơn về nhà sói mọi người nhá. Bây giờ mẹ cháu phải dọn giường cho cháu này, để vứt cháu vào đây với bình sữa để cháu đi ngủ nào. Đấy, mình bảo đi mua gối cho em sói mà chưa đi mua đây. Cứ đi ra trung tâm mua sắm thì lại quên mất. Em sói bây giờ phải nằm tạm cái gối con này. Hú hú hú, mẹ cháu phải chèn mấy cái này trên đầu, tại vì em sói rất hay gọi là ngủ xong rồi lăn lộn lên trên đầu giường này, là hay đập đầu vào đây. Cứ bụp 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 ở trong phòng ấy, với cả hai bên này nữa. Hồi bé thì có cái quây mà đệm ấy xung quanh cũ, nhưng mà lớn thì mình bỏ ra chăn ga gối. Ngày mai chắc là nếu mà trời nắng thì sẽ thay chăn ga gối cho em sói. Ba mặc quần áo cho con kiểu gì đấy? Lần nào cũng thế, ba cứ sơ vin cho con để làm cái gì nhỉ? Bye bye. Bây giờ sói đi ngủ chưa nhỉ? Sói tắm xong rồi. Ôi dồi, ôm đồm thế. Con có cái gì đấy? Con có cái chìa khóa xe của mẹ à? Đưa đây cho mẹ, không mai ba lại không tìm thấy nào. Bye bye. Bye. Bye bye. Thôi ơi. Thôi à. Giờ đây đọc sách nào con nào. Đây đọc sách trước khi đi nụ nào. Hôm nay mẹ con mình đọc sách gì nhỉ? Scared. Rafi, bao giờ em sói đọc được những cái quyển sách này nhỉ? Raphael, hurry up. Mẹ gọi mà không xi nhê gì là thế nào anh này? Rafi, hey. Hey. Ta 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 ta. Đi đâu đây? Ta 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 ta. Come back here. Yeah, what for? I got the car key. I tied up that shot anyway. Rafi! Dad. Yeah, I got it, honey. I need to put stuff in the car. Oh, it's here. Well. Oh. I just put it in my pocket. Oh.
Rafi got it. Rafi have it. Soi! Chìa khóa xe của ba đâu? He got it. Dad. Soi đâu? Nhanh lên! Mẹ có sữa của em ở đây này. Mẹ để sẵn vào trong cúi cho em nhá. Raphael! Soi ơi! Ba Soi đi đổ xăng xe. Bye Dad! Raphael! Nhanh nhanh nhanh! Mẹ đang ngồi đây đợi em đây. Soi à! Thôi ơi! Thôi à! Từ đợt về Việt Nam đến bây giờ là mình giảm lượng sữa uống xuống cho em Soi. Là em Soi bây giờ chỉ có một bình một ngày, 200ml một lần uống. Và đến tầm Soi khoảng độ 2 tuổi rưỡi là thôi mình không cho Soi uống sữa công thức này nữa mà sẽ chuyển sang uống sữa bò, sữa tươi bình thường. Em ấy có thích uống thì uống thôi, còn đâu mình cũng không ép em ý. Vì là hồi trước đây khi mà mình bầu em Soi ấy thì bà đỡ và bác sĩ có khuyên là trẻ hấp thụ sữa tốt nhất là đến 2 tuổi rưỡi, là tức là cái lượng chất dinh dưỡng và tất cả mọi thứ nó phù hợp nhất. Còn ngoài ra ngoài đấy thì là sẽ cái kiểu cơ thể của trẻ sẽ kiểu phát triển rồi thì các em ấy sẽ hấp thụ các cái chất dinh dưỡng khác tốt hơn ở đồ ăn hơn là ở sữa. Tại vì lúc đấy thì các cái chất dinh dưỡng ở sữa nó lại đơn giản quá rồi, nó lại không còn, tức là gọi là gì nhỉ, không còn là gọi là giàu cái tính chất dinh dưỡng cho em ấy ở cái độ tuổi lớn nữa. Đấy, thế nên là lẽ ra là mình cai sữa mẹ cho Soi là khi Soi 2 tuổi rưỡi cơ, nhưng mà trước đây mình đã chia sẻ với mọi người rồi đấy, tại vì là mình gầy quá gầy nên là mọi người khuyên là thôi cho Soi chuyển sang uống sữa công thức cũng được. Vì lúc đấy thì em ấy ti mẹ, em ấy cũng kiểu ti mẹ ít ấy, em cũng không ti nhiều mặc dù là mình rất là nhiều sữa và đôi khi phải vắt bỏ đi ý. Vì là nó nhiều quá, nó khó chịu ấy. Soi nhỉ? Và cháu chuyển sang uống sữa công thức từ khi cháu 13-14 tháng. À còn một số bạn hỏi là em Soi uống sữa buổi tối như thế thì không bị sâu răng à, thì không nhá. Tại vì mọi người biết là cái sữa để cho các em tu ti, sữa công thức như mọi người gọi này này, sữa hộp đấy, thì là sữa họ rất là nhạt, sữa không có đường, sữa nhạt như sữa mẹ ấy. Hì, căn nhà. Chứ có phải là sữa kiểu sữa đặc ông thọ có đường đâu ạ. Với cả là các bạn cứ chăm sóc răng cho các em là đánh răng 2 lần một ngày, sáng khi ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ. Thế là được, con nhà. Mó, như mọi người nhìn thấy đấy, răng của em Soi rất là chắc khỏe, rất là trắng. Rất là chắc khỏe, rất là chắc khỏe, rất là chắc khỏe, không có vấn đề gì cả. Ow! Roar! Is that the dinosaur? Roar! Raffy! Toot! Toot! Mẹ cũng không biết là con voi kêu như nào con nhỉ? Toot! Con voi kêu thế à? Dinosaur! Khủng long với voi chơi với nhau à? Soi ơi! Soi à! Soi đóng cửa vào đi! Xong rồi Soi vào cũi ngủ đi! Hôm nay Soi muốn em voi vào trong cũi ngủ với con à? Trong cũi con có em lợn với cả em gì nhỉ? Em lợn với em cá heo ạ, à, em cá voi ạ. Con voi, chú voi con ở bàn đôn. Mọi người có nhớ không? Đây là con khủng long mẹ cháu làm cho cháu đấy. Mẹ cháu khâu tay đấy. Ý, mẹ cháu làm cho cháu hồi cháu còn chưa sinh ra cơ. Căn nhà. Đi ngủ đi. Con chào mọi người, bye bye, đi ngủ nào. Bye. Bye Rafi. Rafi. Bye. Bye bye. Bye bye bye.
À, có một bạn ở trên YouTube hỏi là cũng muốn để tóc như em sói, cũng muốn để cho em bé nhà bạn ấy để tóc cho em sói, nhưng mà tóc của em ấy mềm quá ấy. Thì tóc của sói cũng thế đấy, tóc của sói cũng mềm lắm. Phải để dài như thế này này, thì hất một bên sang được. Với lại là bình thường ban ngày mình vẫn dùng một ít sáp vuốt tóc của ba sói ấy. Tại vì tóc sói là tóc chất, tóc thẳng, tóc tơ như tóc mẹ con nhỉ. Nên là nếu mà mẹ cháu không vuốt, không viết gì cả là coi như là nó xuống mặt như mái mưa luôn. Nó rũ xuống mặt như mái mưa luôn ạ. À. Tùm tam, tùm tam, tùm tam, tùm tam, tùm tam, tùm. Bye. Bye Rafi. Okay, okay. We're going to sleep now. Say bye bye everybody. Rafi, bye. Đúng rồi, con giơ tay, bye. Giơ tay như nào? Giơ tay như nào? Này, 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 này. Thôi bây giờ mình cho em sói đi ngủ đây và mình cũng sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói thì làm gì nhỉ? Chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn. Và các bạn để ý xem các bạn đã đăng ký subscribe cho channel của nhà sói chưa. Nếu các bạn chưa thì các bạn nhìn vào cái nút đỏ đỏ ở góc bên này của màn hình có chữ đăng ký, hay trong tiếng Anh còn gọi là chữ subscribe, thì các bạn bấm vào đấy để đăng ký subscribe cho channel của nhà sói mọi người nhé. Và nhà sói sẽ tiếp tục gặp lại mọi người vlog ngày mai. Bye. Bye. Ouch. Bye bye.